Hello cả nhà. Giờ tôi đi dạo phố đêm, phố đêm bên quận 2, đi mát. Đây là khu ngoài đô thị Sala. Rất là đẹp, ban đêm đẹp lắm. Chú đen có mặt ở siêu thị Imax bên quận 2. Siêu thị này rất là lớn. Cho nó tiện. Rồi, tính tắt cái gì? Nó phải nha, cái keo nó bự hơn á. Bông tẩy trang dễ dễ ra bông. Keo nó 14 triệu. Thì này, bông tẩy trang này giảm còn 27.500. Ở đây giảm nhiều lắm. Nước hoa hồng còn 125.000. Bông rế tay hả? Bông rế tay còn 31.900 đồng. Thì tôi đi lấy hũ này đi. Cái bông rế tay này cứng nè, cứng rế tay thích lắm nè. Xe. Cái này bình thường thì 40.000 giờ giảm còn 32.900. Em cái này là cây hả? Dạ không, nó thay thay chị, không cây lắm. Còn truyền thống là cái này? Dạ đúng rồi. Không, cái này chị phải là rong biển à. Rong biển, hay chị lấy một cái bịch rong biển. Cầm đi. Ủa này là giống nhau quá không? Hình như nay lên 22.000 một cái. Con này là con cua. Ba cái không ông mày? Siêu thị này buổi tối mọi người đi rất là đông, siêu thị này giảm giá nhiều lắm. Bánh này bán rất là ngon, mỗi lần mua một cái bánh nó phải đứng xếp hàng nè cả nhà, thấy không, quá trời xếp hàng, hàng dài luôn. Nhưng mà đứa cháu nó muốn ăn á phải đứng phải xếp hàng. Đây là trà ổi hồng. Trà chanh mật ong hạt chia. Giá 45.000. Trà ổi. Trà sữa. Tất cả người ta để đây sẵn nè, đá nhiều lắm. Cho mọi người người ta mua cái trả tiền người ta uống luôn. Hai cái nhập lại phải không? Đó. Hai cái nhập lại đúng rồi. Chính giữa là phô mai. Chính giữa là phô mai rất là nhiều. Thì ra vậy là mọi người mới đứng đợi mua lâu vậy, ngon vậy. Thị mua xong hết đồ rồi, bây giờ ngồi đây ăn vặt. Ủa
ơi, đợi cái bánh rất là lâu đó nha. Lâu lắm, bây giờ mới mua xong. Vậy mà ai cũng ghiền ăn.